Vâng, chào các bạn, buổi tối thứ hai đầu tuần rất là năng lượng. Các bạn có năng lượng không ạ? Tối thứ hai đầu tuần rất là năng lượng. Mình cũng mới mới đi ăn tối với gia đình về, chung với gia đình bạn Lộc. Và tối hôm nay chia sẻ bạn cái chủ đề liên quan đến sức khỏe, đúng không? Mà chúng ta phải quan tâm tới sức khỏe thì chúng ta mới kinh doanh tốt được. Nếu chúng ta muốn làm kinh doanh mà chúng ta không quan tâm tới sức khỏe thì không hợp lý lắm. Nên tối hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái chủ đề liên quan tới sức khỏe. Bởi vì người làm kinh doanh rất quan tâm tới sức khỏe. Và chúng ta cùng nhau chào nhau, giới thiệu về nhau. Lần đầu tiên nào mà các bạn xem livestream này thì mình cũng mong được làm quen với các bạn. Bạn Trương thì phải quan tâm rồi, Trương ơi, đúng rồi, em càng ngày càng to con qua mà. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì chúng ta cùng nhau làm quen nhau. Các bạn biết mình rồi thì rất là tuyệt vời. Hôm nay mình chia sẻ bạn một cái chủ đề là để chúng ta là quan tâm tới cái sức khỏe của mình, làm sao để cho nó tốt hơn. Và các bạn giới thiệu về mình, các bạn ở khu vực nào, vùng miền nào. Chào bạn Khánh, chào bạn Nam Đế, ok chưa? Để chúng ta cùng nhau giới thiệu để mọi người cùng biết luôn. Hồi nãy nghe bạn Lộc nói rằng là mỗi lần bạn xem livestream của mình thì bạn comment lên, thì sau đó có rất là nhiều người bạn kết bạn với bạn ở khắp mọi miền đất nước, bởi vì thông qua livestream này chúng ta biết nhau. Mình cũng rất là mong muốn thông qua livestream này làm quen với các bạn. Nên là tối hôm nay các bạn nào xem livestream này thì chúng ta cùng nhau tương tác làm quen với nhau cái chủ đề liên quan tới sức khỏe. Nhưng mà nó lại là như thế nào ạ? Khi nào cảm ơn chú nhiều lắm, khi nào ổn mới nghĩa là sao ạ? Hải Phòng công gì đó, ok. Vậy thì chúng ta giới thiệu nhau đi. Và một vài phút nữa thôi, cái lượng người xem đông lên một chút xíu thì mình sẽ chia sẻ, bắt tay vào chia sẻ thôi. Hôm nay là buổi thứ hai đầu tuần, nên là các bạn cần có một cái năng lượng rất là tuyệt vời cho cái buổi tối hôm nay. Và các bạn có giấy bút để ghi xuống thì nó tuyệt vời hơn. Nếu mà chúng ta không có giấy thì chúng ta comment trực tiếp lên trên này để chúng ta ghi nhớ được. Chúng ta học mọi lúc mọi nơi mà. Nó là người nào mà họ siêng học, họ thường xuyên học thì tự nhiên họ như thế nào họ sẽ phát triển tốt hơn. Những người mà họ không ít học thì cái nhận thức của họ về vấn đề nó sẽ chậm hơn và sẽ đi sâu những người khác hơn. Thế giới phát triển ngày nay là chúng ta cần phải học hành rất là nhiều, học về kiến thức, học về kỹ năng. Tuy nhiên song song đó chúng ta phải học về cái cách để bảo vệ sức khỏe của mình. Sức khỏe là quan trọng nhất. Và mình giới thiệu chào bạn Quốc Dũng, bạn nói là sách của mình hay lắm, cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình trước khi vào chương trình chính thì mình cũng giới thiệu về mình một chút xíu. Mình tên là Nguyễn Thế Duy. Và hiện tại mình là người, vâng, chào bạn Võ Hồng, hiện tại là mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân Bi Training. Mình thành lập năm 2009, cho tới giờ cũng được là 9 năm rồi. Và mình chuyên giúp các bạn trẻ ra khởi nghiệp và làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp từ chính cái cuộc đời của mình, từ chính những kinh nghiệm của mình trong những năm qua. Mình cũng bước chân vào Sài Gòn này và mình ra mình khởi nghiệp, mình chọn cái con đường khởi nghiệp trên cái hành trình của mình. Và mình có những cái quyển sách sau. Quyển sách thứ nhất là quyển Bì Dân Đầu Quay. Cái quyển này bán trên Amazon, bán ở nước ngoài. Các bạn ở trong nước muốn mua cũng được, inbox mình sẽ gửi cho. Cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Cái này là 101 những bài học trong kinh doanh. Rất là nhiều bạn đọc quyển này và rất là quý. Quyển thứ ba là Vượt Biển Lớn, cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu, cái cách làm sao mà bạn không có tiền các bạn vẫn khởi nghiệp được. Thì bạn nào ở trên khắp mọi miền đất nước mà quan tâm về kinh doanh, muốn khởi nghiệp thì các bạn sở hữu hai cái quyển sách tiếng Việt của mình. Bạn nào muốn tiếng Anh thì comment tiếng Anh và mình sẽ gửi đến các bạn đến khắp mọi miền đất nước. Giá 200, hai cái quyển tiếng Việt là giá 210k, bao luôn cả phí ship trên khắp mọi miền đất nước luôn. Và bạn nào có hai quyển sách rồi thì mình add các bạn vào trong một cái group riêng. Và cái group riêng về kinh doanh, và trong đó các bạn sẽ hỏi mình những câu hỏi liên quan tới kinh doanh. Và lâu lâu mình tập hợp toàn bộ những câu hỏi đó lại để gì mình live stream mình trả lời một lần.
trong trong cái group riêng đó sẽ nói chuyện về kinh doanh thôi. Còn ở bên này, bên ngoài này thì mình livestream mình nói về phát triển bản thân là chủ yếu. Và bạn nào mà chưa chia sẻ cái livestream này, ôi thầy năng lượng quá, cuộc sống cần những người thầy rất tuyệt vời. Vâng, cảm ơn bạn Hai Âu rất là nhiều. Chúng ta cần phải có rất là năng lượng nên cuộc sống để chúng ta nó chất lượng thôi, bạn Hai Âu ơi. Và bạn nào chưa chia sẻ livestream thì bây giờ bạn tranh thủ bạn chia sẻ livestream về nhà các bạn đi. Và sau cái lời giới thiệu này thì mình sẽ bắt đầu vào cái chương trình chính liền. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã có tập chưa? Các bạn đã chuẩn bị thời gian để chúng ta có thể là livestream tất cả một tiếng đồng hồ lận. Các bạn đã chuẩn bị chưa? Nếu các bạn đã chuẩn bị rồi thì các bạn nói là chúng tôi đã sẵn sàng rồi để mình bắt đầu mình đi vào chương trình chính. Nó liên quan tới sức khỏe. Em có hai sách rồi, ok. Bạn nào có hai sách rồi thì comment để ép các bạn vào group riêng để bạn phụ trách á biết các bạn đã có sách rồi thì comment xuống. Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì comment xuống làm quen dơ mình, ok chưa? Rồi tiếp tục. Một trong những cách mà chúng ta là phải luôn kiểm tra sức khỏe của mình, ai cũng cần kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là Trương nha. Trương phải luôn kiểm tra sức khỏe nha Trương ơi. Bằng cách gì bằng cách là một là chúng ta phải thường xuyên nhảy lên cái bàn cân. Nhảy lên cái bàn cân. Mình nói rồi, ra làm kinh doanh thì chúng ta phải có sức khỏe. Nếu chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta không thể làm kinh doanh được. Bởi vì làm kinh doanh rất cần năng lượng. Chào bạn Trinh, em đã về Sài Gòn chưa Trinh ơi? Em đã về Sài Gòn chưa Trinh ơi? Làm sức khỏe chúng ta cần rất cần năng lượng các bạn. Mà muốn có năng lượng thì chúng ta phải có sức khỏe. Sức khỏe chúng ta phải rất là tốt. Làm kinh doanh thì chúng ta cần cái sự nhiệt huyết. Các bạn, cái sự nhiệt huyết nó sẽ diễn ra mọi lúc mọi nơi. Chúng ta cần phải nhiệt huyết gì từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Bạn hình dung chưa? Không có việc mà 7 giờ sáng thì năng lượng chúng ta rất là tốt. Những cái người khách hàng đầu tiên vào lúc 7 giờ sáng thì chúng ta như thế nào chúng ta lại phục vụ họ rất là tốt. Tuy nhiên những cái khách hàng là vào 10 giờ đêm thì nó như thế nào bạn lại không phục vụ tốt. Vì sức khỏe chúng ta không tốt thì cái đó là lỗi ai? Lỗi của ta, đâu phải lỗi của khách hàng. Khách hàng vào 7 giờ sáng và khách hàng vào 10 giờ đêm, cả hai người khách hàng đó họ đều trả tiền cho chúng ta mà. Nhưng mà tại sao cái khách hàng vào 7 giờ sáng thì cái năng lượng chúng ta rất là tốt, chúng ta phục vụ họ rất là nhiệt tình, chúng ta rất là tận tâm, chúng ta rất là chu đáo, nhưng mà khách hàng vào 10 giờ đêm thì các bạn mệt rồi, bạn xỉu rồi, bạn nói không ra hơi nữa. Nhiều lúc bạn lại gì nói cặp cằn với khách hàng nữa, bạn không chăm sóc khách hàng tốt nữa. Vậy thì không được, bạn hiểu chưa? Kinh doanh như vậy là không được. Từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm lúc nào bạn cũng phải năng lượng hết, bởi vì khách hàng đều là trả tiền cho bạn hết, khách hàng đều mua hàng của bạn hết. Họ rất cần cái gì? Họ rất cần cái sự chăm sóc tận tâm của các bạn. Các bạn hiểu chưa? Nên là để làm được việc đó, chúng ta cần phải có một cái sức khỏe gọi là cực kỳ tốt. Còn người nào mà sức khỏe không tốt thì bạn quên cái con đường kinh doanh đi. Bạn không biết bảo vệ sức khỏe, tức nghĩa là bạn không làm chủ được cái sức khỏe của mình. Bạn không làm chủ được cái tài sản quý giá nhất của mình mà cứ đòi ra làm kinh doanh thì làm sao mà làm được? Làm sao bạn có năng lượng đó bạn phục vụ khách hàng được? Làm sao bạn phục vụ được khách hàng nhiều được? Bạn phục vụ được dài khách hàng cái bạn đuối rồi. Nó là chúng ta phải ở trong một cái trạng thái sức khỏe của chúng ta tốt nhất. Và bạn nào mà hồi nãy giờ chưa chia sẻ livestream hoặc là lần đầu tiên biết mình thì comment xuống và bấm cái livestream này về nhà, để mỗi lần thì bạn thấy livestream này bạn lên bạn xem thì tự nhiên bạn nhớ lên khách hàng là tài sản của ta mà ta lại cọc cằn vui như ngày Tết. Ok, cảm ơn bạn Hai Âu rất là nhiều. Đúng không bạn Hai Âu ơi? Em bán cái nghề của em, hình như là cái nghề của em thì em bán lúc sáng không đúng không? Em có bán cả ngày không Hải Âu ơi? Nếu mà em bán cả ngày thì em cần phải có sức khỏe tốt đó Hải Âu ơi. Bạn Hải Âu đang ở Biên Hòa. Bạn Hải Âu là người bán cháo dinh dưỡng đó các bạn ơi. Ok chưa? Chào bạn Thanh, bạn thấy gì? Văn Thanh Huỳnh. Ok. Sao bạn không có cái avatar bạn Thanh Huỳnh ơi? Vậy thì cái tiêu chí đầu tiên để chúng ta luôn biết cái sức khỏe của mình thì chúng ta phải nhảy lên bàn cân. Để gì? Để chúng ta kiểm tra gì?
kiểm tra trọng lượng cái cân của mình, kiểm tra cái số đo của mình sáng chiều luôn ạ. Các bạn tối luôn luôn không bạn Hải Âu ơi, chào bạn Thúy Lâm, rất vui làm quen với em. Và chúng ta phải nhảy lên bàn cân để chúng ta đo lường cái trọng lượng của mình. Các bạn thấy sức khỏe của người mà ốm quá thì cũng không có được, ốm quá thì không tốt. Bạn Thứ Lâm ở Phan Rang tuyệt vời. Bạn Dương Dung, ok em ở đâu Dương Dung ơi? Và nếu mà chúng ta nặng quá, chúng ta cân nặng quá thì cũng không có được. Bạn Thứ Lâm mới biết mình, ok rất là tuyệt vời bạn Thứ Lâm ơi. Vâng, và chúng ta cân nặng quá như Trương á, các bạn thấy Trương nó cân nặng lắm. Lên livestream các bạn thấy có bạn Trương á, Trương cân nặng lắm. Hoặc là hồi nãy mình em chào thầy, ok chào bạn Lưu Linh, ok chưa, bệnh và mệt lắm, ok. Bạn Nguyễn Hoàng, Trương cân nặng lắm Trương ơi, hồi nãy cũng mới đi ăn với Lộc Nguyễn vậy, Lộc Nguyễn nó cũng mập, nó bự, cái bụng nó bự nữa, và nó đang tìm cách để nó giảm cân xuống, ok chưa. Nó là chúng ta cần phải có sức khỏe tốt. Thường thường mà những cái ông mập bự á, ổng dễ bị bệnh hơn là những cái ông ốm các bạn ơi. Sao em không thấy chỗ chia sẻ? Em quay ngang cái máy lại thì em sẽ thấy chỗ chia sẻ bạn Thư Lâm ơi. Bạn nào không thấy chỗ chia sẻ thì lại quay ngang cái máy lại. Chào bạn Hương Tun, bạn ở Thái Nguyên tuyệt vời, ở Thái Nguyên mà cũng nhờ Facebook chúng ta biết được nhau tuyệt vời. Bạn Hương Tun chứ, bạn Hương Tun chứ, tuyệt vời. Ok bạn bạn Tăng vào muộn, ok anh hai em mập lắm. Vậy thì em cố gắng thuyết phục anh hai giảm cân bớt em. Chúng ta sức khỏe, chúng ta sống không có nhiều đâu, chúng ta sống không có nhiều. Chúng ta có khoảng 80 năm để chúng ta sống thôi, thì trong một phần ba đó là chúng ta bận ngủ rồi. Còn có 2/3 chúng ta sống thôi mà sức khỏe chúng ta không tốt nữa thì nó tệ lắm, ok. Nó là chúng ta cần phải có cái sức khỏe tốt. Chúng ta cần phải có sức khỏe tốt, đó là để có sức khỏe tốt thì bước đầu tiên là chúng ta phải liên tục về kiểm tra cái cân nặng của mình. Nếu cái cân nặng của mình nó vượt quá chỉ tiêu thì chúng ta phải tìm cách là giảm xuống. Và nếu cái cân nặng của mình mà nó thấp hơn chỉ tiêu thì chúng ta cần phải gì? Cần phải ăn nhiều thêm một chút xíu. Thực sự là những người mà mập quá thì các bạn như thế nào à? Các bạn chỉ việc là hàng ngày hay tập thể dục giống như mình á, mà hay khuyên các bạn hay tập thể dục thôi là tự động nó cân bằng thôi à, nó tốt lắm à, tự động cân bằng tốt lắm à. Nó là cái bí quyết đầu tiên là phải thường xuyên nhảy lên bàn cân. Thấy cái bàn cân là chúng ta nhảy lên liền, tại vì muốn điều chỉnh cái gì thì chúng ta cũng cần phải có cái con số. Em chào thầy và cả nhà, mong thầy bữa giờ, ok bạn Hà Phương. Mỗi một tuần livestream 3 bữa mà bạn Hà Phương. Vừa rồi tối thứ 6 mình livestream thì hôm nay tối thứ 2 mới livestream được, tại vì thứ 7 chủ nhật mình đứng lớp cả ngày nên không thể livestream được. Đứng tới 19-10 giờ đêm mới về lặng, không thể livestream được. Chào bạn Nam Đế, ước chi được làm đệ tử thầy, ok. Bạn Nam Đế có sách của mình chưa? Mua sách của mình về đọc. Nhìn số là choáng rồi, ok. Trương bữa nay bao nhiêu ký Trương ơi, mà choáng với Trương ơi. Vâng. Rồi, vậy là luôn luôn nhảy lên bàn cân để kiểm tra cái trọng lượng của mình. Nếu mà quá mập thì chúng ta phải tìm cách nhanh chóng giảm lại. Còn không, cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó không có tốt. Các bạn nào mà chưa chia sẻ livestream mình thì các bạn tranh thủ chia sẻ để tăng lượng người xem lên cho nó đông. Mới có 70 người à, bình thường là tới 100 mấy lận. Dạ thầy, nhờ đọc sách thầy mà em luôn có thêm động lực để làm việc, tuyệt vời bạn Hà Phương ơi. Đúng rồi, con người của chúng ta cần phải có năng lượng. Vâng, cái thứ hai các bạn ghi vào. Cái thứ hai là các bạn hãy thường xuyên soi gương. Em đã thực hành và bán được 5 quyển Vượt Biển Lớn rồi, thầy chắc inbox giùm em. Wow, bạn Trần Thị Kim Huỳnh. Vâng, các bạn thấy bạn Trần Thị Kim Huỳnh không à? Bạn Trần Thị Kim Huỳnh là năm nay bạn đã 39-40 tuổi rồi và bạn mới bắt đầu ra khởi nghiệp. Các bạn thấy tuyệt vời mà. Các bạn Trần Thị Kim Huỳnh rất là tuyệt vời. Và ngày hôm qua, ok chưa, bạn đi học cả 2 ngày lớp làm chủ và bạn đã lấy sách về bạn bán. Và ngày hôm nay bạn nói là bạn bán được 5 cuốn rồi, ok, chúc bạn Kim Huỳnh, bạn hành động rất là quyết liệt. Kinh doanh chúng ta cần phải có những cái hành động rất là quyết liệt như vậy, ok chưa. Rồi, cái số 2, hồi nãy sao giờ không thấy các bạn nào ghi số 1, số 2 nè. Số 1 là nhảy lên bàn cân để đo đếm cái thông số của mình. Rồi, tới cái số 2 là gì ạ? Số 2, em bán hôm nay nữa tổng cộng được 162 quyển rồi thầy. Wow, bạn Trần Thiên Dương, em bán giỏi quá.
À, bạn Trần Thiên Dương bán quá giỏi luôn. À, hồi giờ mà bạn Trần Thiên Dương, Dương học mình mới cách đây có 1-2 tháng mà bây giờ bạn đã bán của mình được 162 cuốn sách rồi, các bạn thấy tuyệt vời mà. Bạn Trần Thiên Dương quá tuyệt vời. À, em quá tuyệt vời Thiên Dương ơi. À, em quá năng lượng đi Thiên Dương ơi. Vâng, cái thứ hai là soi gương. À, soi gương. Hằng ngày mình hãy thường xuyên soi gương. À, cái lúc mà sáng bạn mới mở mắt ra là bạn vừa nên bạn soi gương. Nếu mà thấy mắt của mình bị đỏ hoặc thâm quầng, cái con mắt đó nó thâm quầng dưới này nè, thâm quầng nè. À, người ai mà có con mắt thâm quầng nè, ghi này, thường xuyên soi gương nè, thường xuyên. Các bạn thấy mắt mình đâu có thâm quầng đâu các bạn, đâu mắt mình mắt rất là sáng nè, các bạn thấy chưa, mắt mình rất là sáng nè. À, da mình rất là hồng hào. À, mình 40 mấy tuổi rồi mà ta mắt mình. À, lúc trước mình cũng có thâm quầng các bạn, lúc trước mình cũng có thâm quầng. À, nhưng mà từ ngày mình có cái thói quen tập thể dục đều là tự nhiên thâm quầng hết. À, các bạn chưa, nếu bạn nào mà nếu mắt mà nó đỏ các bạn, cái mắt nó các bạn thấy mắt mình nó sáng không ạ? Các bạn thấy mắt mình nó sáng không ạ? Cái mắt bạn nào cũng đỏ, nghĩa là sức khỏe các bạn nó đang yếu. À, làm sao không thâm quầng vậy thầy? Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Kim Huỳnh hỏi một câu vô cùng hay, bởi vì mình hồi xưa là mình bị thâm quầng, mình thâm quầng dưới này nè bạn Kim Huỳnh không, hồi xưa cả hai mắt mình thâm quầng lắm, rồi thậm chí nó đen chỗ này luôn nè bạn Kim Huỳnh không. À, tuy nhiên mỗi ngày bạn đều thức dậy 5 giờ sáng và bạn chạy thể dục 30 phút, bạn làm đều như vậy vài tháng thâm quầng nó biến ngay. À, bạn có một cái hình như không, nó là của mình. Hồi kia là các bạn biết, hồi kia là mình đen chỗ này nè, đen chỗ này là nó cái này rồi quằn chỗ này nè. À, nhưng mà mỗi ngày mình đều thức dậy tập thể dục, hàng ngày mình bây giờ hiện tại tập thể dục cực kỳ đều, mình và con gái của mình mới có 5 tuổi thôi và bé cũng tập thể dục cực kỳ đều, và lập tức cái thâm quầng nó biến liền. Thực sự là mà mình mất hết mấy năm nay rồi, từ ngày mình phát hiện ra điều đó là ngày nào mình cũng chạy thể dục và năng lượng mình tràn đầy lắm, nó biến hết mấy cái đó liền. À, bạn kêu mình không. À, các bạn mà đang có mắt thâm quầng là nhìn là bạn đang thiếu ngủ, cái sức khỏe bạn nó không có tốt rồi. À, nên là phải như nào ạ? À, phải tập thể dục nhiệt huyết. À, 5 giờ sáng chạy tập thể dục để mắt nó khỏi thâm quầng. Ok, 30 phút thôi. À, dưới các bạn soi gương mà các bạn thấy mắt mình nó đỏ, các bạn thấy mắt mình nó trắng tinh không? Mắt mình nó đâu có đỏ. Ok chưa? Các bạn thấy chưa? À, thì các bạn nào mà mắt đỏ thì nó cũng thể hiện là gì à? Ok chưa? Là bạn đang mệt. Bạn đang mệt, sức khỏe bạn nó đang yếu, nó cần bạn phải ngủ đi, bạn cần phải ngủ giấc. À, các bạn mới là đáng lẽ là hôm nay mắt mình nó sáng nữa. À, nhưng mà sáng hôm nay mình tiếp bạn kia và mình uống cà phê. Mình thì khi mà mình uống cà phê là mình khó ngủ lắm, nên trưa nay mình nằm mà mình không có ngủ trưa được. Nếu mà trưa nay mà mình ngủ trưa chỉ cần 1 tiếng thôi, là mặt mình nó cũng sáng lắm, mắt mình nó cũng sáng lắm. À, các bạn chưa, trưa nay mình không ngủ trưa được, nó làm mình mắt mình hiện tại các bạn thấy nó cũng trắng tinh nè. À, ok chưa, nhưng mà nó không được sáng, đúng ra là nó phải sáng hơn nữa nè. Thầy chia sẻ tuyệt vời quá. Ồ, cảm ơn bạn Đỗ Ngăn Thương. Em là một cái cô gái rất là thông minh, rất là năng động. À, ráng tận dụng cái sức trẻ, ráng nỗ lực nữa nha bạn Ngăn Thương ơi. À, thư ký thủ quỹ của lớp 141. Ok bạn Ngăn Thương ha. À, là rất là tuyệt vời bạn Ngăn Thương tối hôm nay xem cái live stream này. Ok chưa? Vậy thì chúng ta, các bạn nên nhớ rằng là giấc ngủ nó không có tốn tiền, giấc ngủ nó không có tốn tiền, nên chúng ta cần phải đủ giấc ngủ, ít nhất là chúng ta phải ngủ được 6 tiếng, 7 tiếng là tuyệt vời nhất. Mình thì thường thường buổi tối mình ngủ được 6 tiếng. À, buổi trưa mình ngủ 1 tiếng. À, là mình có 7 tiếng là quá tuyệt vời. À, nó là chúng ta đừng cứ ngủ một hơi 8 tiếng nó không có tốt. Buổi trưa chúng ta nên dành chợp mắt khoảng nửa tiếng cho tới 1 tiếng. À, thì sức khỏe như vậy nó luôn luôn tốt, nó duy trì cái phong độ tốt. Các bạn an tâm đi, tại cái này mình đã duy trì được rồi, mình đã duy trì nghỉ trưa 1 giờ đó mà là trẻ mãi không già thầy. À, ok, bạn Nam Đế chia sẻ rất là hay, em đọc sách hay bị mờ mắt lắm thầy ơi. Ok, tại vì bạn đọc một hơi đó bạn Tăng, bạn không cần phải đọc nhiều nó như vậy đâu. Bạn chỉ cần là mỗi sáng thức dậy 5 giờ sáng bạn tập thể dục 30 phút, bạn vào bạn chỉ cần ngồi đọc sách rất là tập trung khoảng 30 phút thôi.
À, rồi chúng ta lên kế hoạch chúng ta đi làm những cái công việc khác, thì bạn đọc như vậy mắt nó không có bị mờ đâu. À, ok không bạn Tăng ơi. Rồi à, tin vui cho các bạn là sức khỏe nó không có tốn tiền, sức khỏe ngủ á, ngủ nó có tốn tiền, ngủ nó rẻ tiền lắm, nên các bạn cần phải gì ngủ gì à, ngủ đúng giấc. À, làm ơn là ngủ đúng giấc cho mình, đừng có mà có nhiều bạn qua thức quá khuya. Mình cũng là một trong những người thức khuya, nhưng mà 11 giờ mình ngủ, có bữa 11 rưỡi mình ngủ, có bữa 12 giờ mình ngủ, nhưng mà thức khuya thì phải phải dậy sớm, dậy sớm để hôm sau nó bắt mình ngủ sớm. Còn bạn nào mà thức khuya dậy trễ là hôm sau bạn lại thức khuya tiếp. À, bạn nào mà thức khuya là phải dậy sớm. Mình thì có thói quen cứ 5 giờ 5 rưỡi là mình dậy rồi. À, nên là hôm nào có lỡ thức khuya thì hôm sau nó lại bắt ngủ sớm đi. À, thế là mình cân bằng lại. Bạn Trần Quốc Hân, chào anh, ngưỡng mộ anh đã lâu. Ok. À, rất là vui làm quen với bạn Quốc Hân. Ok chưa? À, mắt em hay mờ là do em thiếu ngủ đó. À, rồi tiếp tục cái số 3. À, cái số 3 các bạn nốt vô cái số 3. À, các bạn à, cái số 3 gây vô là cảm giác mắt nó bị sưng sưng. À, hoặc là nó bị giật giật. Các bạn, nó bị sưng sưng hoặc là bị giật giật. Mỗi khi mà bình thường á, các bạn cứ cảm giác mắt nó cái mắt mình nó sưng sưng, nó rất là khó chịu, nó xuất hiện ở đâu đó, ok chưa, là cái cơ thể của chúng ta nó đang cảm nhận và nó đang lo lắng, nghĩa là bạn sắp bị cảm rồi đó, ok chưa. Mỗi khi mà các bạn thấy mắt bạn sưng sưng, à, em luôn thức khuya và dậy sớm. À, ok, nhưng mà em cần phải ngủ đủ á ao rồi, tại vì mình thấy em á, mình thấy cái thần thái của em á, à, nó chưa có được sáng âu rồi, nó là em cần phải ngủ thêm á, tập thể dục thêm á âu rồi. Nếu mà cái thần thái em mà nó sáng mà nó hồng hào, em không cần hồng hào thêm, em chỉ cần hồng hào như mình thôi nè, là năng lượng em tốt nữa và em sẽ bán hàng tuyệt vời nữa, cái nụ cười em nó sẽ tươi hơn. À, âu rồi, cái nụ cười em nó sẽ tươi hơn. À, ok chưa. À, nên là khi các bạn mà giữ được sức khỏe tốt quá, thứ nhất là da mặt bạn nó hồng hào nè, cái hai là cái thần thái của bạn nó sáng lắm. À, và nụ cười của bạn nó sẽ rất là tươi. Các bạn cười lên đi, các bạn vô gương các bạn cười lên đi, các bạn xem thử nó có tươi không. Ok chưa, nè mình cũng đang cười với các bạn nè, ok chưa. Nó là nụ cười chúng ta nó phải tươi. À, và nếu mà bạn âu mà cái thần thái của em nó hồng hào và nó sáng lên, nụ cười em nó tươi lên nữa, thì em sẽ bán cháo còn đắt nữa bạn âu ơi. Bạn Đạt Trần, em chào thầy, em mới vô xem, chúc thầy năng lượng. Ok, cảm ơn bạn Đạt Trần rất là nhiều. Bạn Nguyễn Văn An, không thầy ơi, em ngủ thì đầy đủ, nhưng mỗi khi đứng lên ngồi xuống là mắt em lại tối sầm và lại, à, vậy là bạn An không tập thể dục, do bạn An không tập thể dục. À, bạn gì đây, bạn Ấn Dung, thầy ơi, thằng thái em có sáng không ạ thầy? Ô, mình chưa thấy bạn Ấn ơi. Bạn Nguyễn Đông Nhật, em đang mê xem bóng đá châu 20 năm rồi thì không biết làm sao ngủ sớm được đó thầy. Ok, phải cân bằng thôi bạn Đông Nhật ơi, phải cân bằng thôi. Mỗi người có một cái đam mê. À, dạ nghe thầy nói cứ thích quá chắc là luôn cười thầy ơi. Đúng rồi. Em có biết cái môn yoga cười không Âu ơi? À, là chúng ta thường xuyên cười, cái năng lượng chúng ta nó tuyệt vời lắm bạn Âu ơi. Khi chúng ta thường xuyên cười. Bạn Lê Hạ Trung ơi, bữa mình nghe bạn bạn gì đi với bạn Trung, tự nhiên mình quên tên rồi. Bạn Trung nói sức khỏe của em, Trung ơi em lo cho sức khỏe của em chứ cái chân em sao mà nó bị như vậy, không có tốt đâu Trung ơi. Em có em chích mấy cái thuốc đó là nó tiêu cái chân em rồi, nó tiêu cái cơ thể em á Trung ơi. À, bạn Trung ở Long An ơi. À, em phải lo cho sức khỏe của em chứ. À, cái lý do mà em bị như vậy á là lý do lớn nhất á, là lý do gì à, lý do là em thiếu dinh dưỡng á Trung ơi. Em thiếu dinh dưỡng thôi, không có gì ra dinh dưỡng nó không có. À, Phú bạn Phú á Trung. À, và nghe bạn Phú kể về em mình sót quá, bạn tôi hay quá. Ok chưa, đúng rồi hồn. Thế Vân ơi, à, Dương vừa rồi bán 162 cuốn rồi Vân ơi. À, vô cùng bất ngờ. À, em ngại cười lắm thầy, trời cười mà em lại ngại Liễu ơi. Cười mà sao lại ngại, cười em chứ. Đặc biệt là con gái mà hay cười, người nó tươi đẹp. Em học thầy hôm qua, em mở shop hoa ở quận 9 này thầy. Ok, bạn Tuấn Ngân. Cảm ơn bạn Tuấn Ngân, bạn rất là tuyệt vời.
ráng cố gắng làm tốt nha Tuấn Ngân ơi. Và giữ sức khỏe tốt nha. Và bạn nào mà chưa chia sẻ cái livestream này, Tuấn Ngân em chia sẻ chưa? Bạn Đào Liễu em chia sẻ chưa? Chia sẻ livestream này về nhà mình đi để lưu lại để còn nhớ nữa. Bạn Tuấn Ngân ơi, chia sẻ cho bạn bè của mình. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì làm quen với mình đi, kết bạn với mình, comment xuống. Và để sau khi xem livestream này thì mình kết nối với các bạn. Và bạn nào chưa có cái quyển sách của mình thì bạn tranh thủ mua hai cái quyển sách của mình trên khắp mọi miền đất nước. Sách sẽ được gửi đến tặng nhà các bạn. Ok chưa? Cái chủ đề sức khỏe này là chủ đề rất là quan trọng. Ok chưa? Mình có hai cái quyển sách này. Các bạn thấy chưa? Mình có quyển sách này, quyển mỗi ngày một chút thôi và quyển vượt biển lớn. Và bạn nào ở trên khắp mọi miền đất nước mà mua hai cái quyển sách này thì mình sẽ gửi đến tặng nhà các bạn luôn. Hai quyển là 210k và bao luôn phí ship trên khắp mọi miền đất nước luôn. Và mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group. Ok chưa? Thầy nghe thầy nói không cười cũng cười. Ok bạn Thúy Lâm nói rất là thú vị. Bạn Thúy Lâm ơi, Thúy Lâm ở Phan Rang nói chuyện thú vị quá ha. Và mình sẽ gửi đến tận nhà các bạn và mình sẽ ép các bạn vào trong một group. Bạn nào có ai quy sách thì mình ép các bạn vào trong một group gọi là group kinh doanh. Vào đó các bạn sẽ hỏi mình những câu hỏi liên quan tới kinh doanh. Các bạn sẽ hỏi mình những cái câu hỏi làm sao để các bạn kinh doanh tốt hơn. Rồi sau đó thì mình tập hợp nhiều câu hỏi, cái mình live stream một lần ở trong cái group bí mật đó. Ok chưa? Điều kiện là các bạn phải có hai cái quyển sách này trên khắp mọi miền đất nước luôn. Bạn nào cũng được, có hai quyển sách thì được vào cái group đó. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Thúy Lâm, em nói chuyện rất là vui bạn Thúy Lâm ơi. Bạn Thúy Lâm ở Ninh Thuận ơi. Ok, rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ tiếp tục nè. Nếu mà chúng ta thức dậy mà chúng ta cảm giác mà mắt chúng ta nó sưng sưng á các bạn không? Mắt chúng ta nó sưng sưng á thì cái điều đó nói gì ạ? Là nó báo hiệu cho cái cơ thể của chúng ta nó không được tốt. Hoặc là mắt chúng ta nó giật á, nghĩa là chúng ta đang thiếu ngủ. Sao không có nút chia sẻ rồi thầy ơi? Em lật ngang lại, hoặc là em vào cái trang của mình. Em bấm thẳng vào cái trang Facebook của Nguyễn Thái Duy thì em sẽ thấy cái nút chia sẻ. Còn đang xem livestream này thì em không thấy cái nút chia sẻ, tùy theo cái máy em. Em bấm thẳng vào cái trang của Nguyễn Thái Duy luôn. Thì em sẽ thấy chia sẻ. Ok không ạ? Và bây giờ cho tới giờ này thì mình thấy được 103 bạn chia sẻ rồi nè. Các bạn rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Em có quyển vượt biển lớn rồi thầy, em mua quyển mỗi này là được, đúng rồi. Em comment xuống thì sẽ mua và đưa em vào đó. Sách có được giảm giá không? Sách này là đã bao luôn cả phí ship gửi tới nhà các bạn rồi. Thì giảm giá là bao gồm cái phí ship đó. Ok chưa? Sách mà đi tới nhà các bạn thì nó cũng mắc hết, tùy theo ở khu vực. Nó mắc khoảng 30-40 ngàn cái phí ship nữa rồi. Ok chưa? Em chào anh. Anh năng lượng quá. Ok. Cảm ơn bạn Lưu Anh Hòa. Cảm ơn em rất là nhiều. Ok bạn Hường Tuân. Ngày mai các em sẽ gửi cho bạn rồi. Vậy thì khi mà chúng ta mà bị mắt sưng sưng vậy á, thì các bạn thứ nhất là bị thiếu ngủ, hoặc là sức khỏe chúng ta, cơ thể chúng ta nó báo hiệu chúng ta đang có vấn đề. Và có thể là các bạn phải đi khám bác sĩ đó. Ok chưa? Cái cơ thể của con người chúng ta nó hay lắm. Cái cơ thể cứ con người một quyển đó là bao nhiêu? Cái quyển em cho số điện thoại đi bạn Thúy Lâm ơi. Và ngày mai các em nó bạn phụ trách đó sẽ gọi điện thoại cho em nha Thúy Lâm. Sách hay lắm thầy ơi. Ok, cảm ơn bạn Đoàn Liễu. Thầy ơi, thầy ở đâu ạ? Hiện tại thì mình đang ở quận 2 bạn Thúy Lâm ơi. Bạn Nguyễn Văn An ơi. Bạn Nguyễn Văn An. Bạn Nguyễn Văn An nhưng chưa mua sách mà đúng không? Hiện tại mình đang ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Hà Xuân Thuật. Cảm ơn bạn Hà Xuân Thuật. Vâng. Và cái thứ tư các bạn ghi vào là thường xuyên quan sát nước tiểu của mình, ghi vô. Thường xuyên quan sát nước tiểu của mình. Mình kiểm tra sức khỏe mà. Nếu nước tiểu của chúng ta mà có sậm màu thì có khả năng là chúng ta đang thiếu nước. Ok chưa? Nếu mà nước tiểu của bạn mà nó sậm màu á thì rõ ràng là bạn đang thiếu nước và bạn phải thường xuyên uống nước. Bạn hiểu chưa? Bạn thường xuyên uống nước. Thường xuyên uống nước để gì ạ? Để nó lọc cái cơ thể của chúng ta các bạn. Giống như nhớt các bạn thấy không? Nhớt á, mà các bạn không đủ nhớt á, là cái nhớt nó quẹo lại. Và nó quẹo lại như thế nào? Là nó phá hư cái máy hết. Cái xe các bạn nào
để cái xe nó chạy ngọt thì các bạn thấy chúng ta phải thường xuyên kiểm tra dầu nhớt. Thường xuyên kiểm tra dầu nhớt. Bạn Thúy Lâm nói là em đọc vài trang cuốn, vài cuốn đầu em đã vỡ òa rất nhiều. Ok chưa? Chào bạn Truyện Nguyên. Em chào thầy, rất là vui làm quen với bạn Truyện Nguyên. Ok chưa? Bạn comment xuống rồi xong livestream này mình phải kết nối với bạn. Ok chưa? Vâng. Và các bạn thấy như cái xe mà chúng ta nó có cái nhớt á. Các bạn chưa? Dầu và nhớt á. Ok chưa? Mà hoặc là mỡ mà nó chỉ cần quẹo lại thôi là cái xe không ngọt. Để đảm bảo cái xe chúng ta được chạy tốt thì chúng ta phải sao các bạn? Chúng ta phải sao? Chúng ta phải thường xuyên dầu nhớt. Nước tiểu của chúng ta cũng vậy. Nó là báo hiệu. Báo hiệu gì à? Bạn uống nước, ví dụ là cả ngày đó bạn uống nước ngọt nhiều quá, bạn uống bia nhiều quá thì nước nó cũng không cơ tốt. Nó báo hiệu là cơ thể chúng ta nó báo hiệu là không tốt. Nên là chúng ta phải thường xuyên uống nước lọc và loại nước ngon. Ok chưa? Vừa nói nước với các bạn thì mình cũng khát nước rồi. Và bây giờ mình lấy nước mình uống đã. Các bạn nhìn chưa? Hồi nãy mình có đi ăn tối chung với bạn Lộc Nguyễn, đang kinh doanh bên bao bì. Bạn Lộc Nguyễn là một trong những bạn trẻ rất là tài năng các bạn. Năm nay cũng mới có 25, 26 tuổi thôi mà sở hữu cái công ty bao bì và doanh số cực kỳ tốt luôn. Cái xưởng của bạn là hơn 1.000 mét vuông và bạn đang sản xuất full đơn hàng luôn. Cách đây 4 năm bạn đi học cái chương trình của mình. Nói nước với bạn cái mình khát nước mình uống cái ha. Rồi, cách đây 4 năm bạn đi học cái chương trình của mình và thế là bạn về bạn làm kinh doanh và bạn mua được nhà cửa và bạn mở ra được cái xưởng đó. Bạn vô cho thì mình mới vừa ăn với bạn, nhưng mà thống nhất là không uống bia rượu. Thống nhất không uống bia rượu, uống nước suối thôi, và nước soda thôi. Nó là để cái cơ thể của chúng ta được tốt. Bạn uống bia rượu nhiều quá thì bạn đi tiểu bạn thấy nó buốt, nó rất là buốt, và cái nước tiểu nó có mùi nữa. Thực sự mà khi các bạn tiểu có mùi là cái cơ thể chúng ta nó đang báo hiệu rồ rồi đó. Cái cơ thể chúng ta nó như một cái xe vậy á. Nó là chúng ta đảm bảo rằng nước tiểu chúng ta nó luôn luôn trong. Bạn nhìn cho nước tiểu nó phải rất là trong. Nó là chúng ta phải quan sát nước tiểu của mình để chúng ta bổ sung nước uống nhiều. Hoặc là các bạn đi đâu, các bạn thấy là mình đi đâu ra ngoài mình xách cái ba lô thì trong cái ba lô mình cũng luôn chuẩn bị sẵn cái chai nước. Đây này, mình cho các bạn xem đó, các bạn thấy chưa? Nhỏ nhỏ thôi, cái bình nước nhỏ nhỏ rồi. Nếu mà mình xách cái ba lô này thì trong cái ba lô mình luôn luôn có nước này. Các bạn thấy tôi chưa? Đó, cái chai nước này đó, nó nằm chỗ này nè. Các bạn chưa? Rồi mình cắt ở đây. Lúc nào mình cũng phải như thế nào mình chuẩn bị nước mình uống hết. Chứ còn không, có nhiều lúc mà chúng ta đi ra ngoài công việc nhiều quá, cả ngày đó. Bạn nhớ chưa? Cả ngày như thế nào? Cả ngày chúng ta cứ đi uống nước ngọt, uống gì đó thì cái cơ thể chúng ta nó cũng không chịu nổi luôn. Và các bạn thấy là lâu lâu chúng ta cần phải uống nước khoáng nữa. Nước khoáng nó khác nước suối nha các bạn. Nước khoáng để nó bổ sung khoáng chất á. Nói về sức khỏe là em thích. Ok, cảm ơn em. Bạn có cái tên giống tên tiếng Nhật quá. Chào bạn Hồ Quốc Việt. Nước khoáng, các bạn biết nước khoáng mà. Mình rất thích nước khoáng. Các bạn thấy này, mình sẽ cho các bạn xem cái chai nước khoáng của mình này. Nước khoáng là nó có rất là nhiều khoáng chất. Nó khai thác dưới lòng đất các cái mỏ nước khoáng. Các bạn thấy chai nước khoáng gì đây không? Các bạn đọc cho nó kỹ nha. Mình đưa cho các bạn đọc kỹ nè. Các bạn chai nước khoáng gì không? Các bạn thấy chưa? Đảng Thạnh. Ở Sài Gòn mà tại sao mình có chai nước khoáng này? Nước khoáng chanh. Nước khoáng tự nhiên là người ta khai thác từ cái mỏ nước khoáng ở dưới lòng đất. Ok chưa? Nó khác nước suối nha các bạn, nó có khoáng chất. Để ý nãy giờ thầy Cà Lâm. Ok, mình Cà Lâm, bạn Thúy Lâm. Mình là người Cà Lâm mà. Bây giờ em mới phát hiện mình Cà Lâm hả? Ok, mình là người Cà Lâm. Bây giờ mình nói nhiều thì nó đỡ rồi đó. Hồi kia dữ nữa. Hồi kia mình Cà Lâm dữ lắm. Mình nói là mình Cà Lâm, bây giờ là do đứng lớp nhiều á, nó đỡ Cà Lâm hơn. Thì mình còn mua nước khoáng mà các bạn biết ở Sài Gòn thì nó đâu có nước khoáng này đâu. Là ở ngoài nhà, quê mình ở Cam Ranh mà. Ở ngoài nhà gỡ vô cho mình và mình để dành ở trong tủ lạnh để mình uống để cái gì, để bổ sung vào cái khoáng chất của mình. Các bạn có nhận ra này chưa? Nó là đảm bảo rằng các bạn phải có nước, phải quan sát nước tiểu của mình để chúng ta gì, chúng ta đảm bảo sức khỏe của mình tốt. Mình nói là các bạn muốn ra kinh doanh, các bạn muốn khởi nghiệp mà sức khỏe các bạn tệ quá thì thôi nghỉ ra kinh doanh khởi nghiệp đi.
bảo vệ sức khỏe. Chính cái hành vi, cái tiêu chuẩn sống của các bạn, bạn tập trung vào cái tiêu chuẩn sống của bạn, đó chính là cái cách mà bạn sẽ thành công trong kinh doanh, cái cách để bạn ra bạn làm chủ doanh nghiệp. Còn người nào mà cái tiêu chuẩn sống của mình, bạn sẽ đắp một cái tiêu chuẩn sống nó rất là không có quy tắc, nó cái kiểu gì cũng được, cái tiêu chuẩn sống nó không có theo một cái quy luật gì hết, ok chưa? Thì làm sao mà bạn làm chủ sức khỏe mình, làm chủ cuộc sống của mình không được, thì làm sao mà chúng ta đòi làm chủ một cái doanh nghiệp được? Nên là chúng ta cần phải có một cái tiêu chuẩn sống nó rất là chặt chẽ, rất là khắt khe, để chúng ta đảm bảo rằng chúng ta có được cái cuộc sống nó tốt hơn, chất lượng hơn, ok chưa? Bạn nào hồi nãy giờ thấy những cái chia sẻ mà là hữu ích thì các bạn comment xuống bạn hữu ích. Còn bạn nào chưa chia sẻ cái livestream về nhà các bạn thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ đi, để các bạn làm quen với mình, kết nối với mình. Các bạn hiểu chưa? Thông qua Facebook này chúng ta làm quen luôn. Ở khu vực vùng miền nào các bạn cũng giới thiệu về các bạn hết. Lên đây để cho mình biết bạn đang làm gì, bạn đang làm công hay làm chủ doanh nghiệp. Bạn làm chủ doanh nghiệp thì bạn làm lĩnh vực gì, để cùng biết bạn có cần khách hàng không. Hoặc là bạn có cần mở đại lý hay không, hoặc là bạn đang ở khu vực nào, bạn giới thiệu lên cho mọi người cùng biết. Rồi hoặc là nếu mà bạn đã kinh doanh thì bạn chưa biết làm sao kinh doanh, bạn cũng giới thiệu lên. Các bạn cứ ngồi xem không mà các bạn không giới thiệu về các bạn không ghi xuống thì mọi người không biết. Sống cũng phải có quy trình hạ tầng, đúng rồi. Sống chúng ta cần phải có cái tiêu chuẩn. Nếu mà chúng ta không có cái tiêu chuẩn thì chúng ta như thế nào chúng ta là người xê xoa thì cái cuộc sống chúng ta xê xoa. Những cái gì trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ sợ. Và cái sức khỏe là cái quan trọng, nhưng mà bạn không bảo vệ nó thì làm sao được. Nó là cái thứ tư là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra nước tiểu, và chúng ta điều tiết cái nước tiểu đó thông qua gì thông qua cái việc mà chúng ta uống nước. Chúng ta uống nước tốt thì chúng ta sẽ có nước tiểu mà chúng ta nó trong, thì cái điều đó đồng nghĩa là sức khỏe của chúng ta nó cũng đang được tốt lắm, ok chưa? Tiếp tục các bạn có sẵn sàng tiếp tục chưa? Không thấy các bạn giới thiệu về các bạn gì hết đấy ta. Các bạn giới thiệu về các bạn đi. Các bạn comment thì mình mới có năng lượng, và mình có năng lượng thì mình chia sẻ nhiệt tình hơn. Các bạn comment vô. Và bạn nào chưa chia sẻ cái livestream mình thì các bạn tranh thủ bạn chia sẻ đi, để về các bạn lưu lại để các bạn nhớ, rồi sau này các bạn xem đi xem lại, nó hữu ích cho các bạn mà. Em đang làm công và đang muốn khởi nghiệp, ok bạn Hường Tuân. Em đang làm đại lý bán sản phẩm tự nhiên của Trồng Mao ở tỉnh Tiền Giang, ok. Cảm ơn em. Em sắp ra kinh doanh thứ gì mua gì đó, ok, sẵn sàng, ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thứ năm, các bạn ghi vào thứ năm, chương trình của chúng ta tối nay tới 10:30 nó xong. Thứ năm là đọc chữ nhỏ không được, các bạn đọc chữ nhỏ không được, hoặc là các bạn bị mờ mắt. Hồi nãy các bạn nói mình là bị mờ mắt á, thì điều đó có nghĩa là gì nghĩa là cái con mắt của bạn nó đã yếu rồi. Thực sự là con mắt mình nó cũng yếu. Nhưng mà các bạn thấy mình không cần phải đeo kính cận. Nếu mà cái con mắt của chúng ta nó càng ngày nó càng yếu đi thì rõ ràng chúng ta có một cái thói quen nhìn những cái vật nhỏ nó không có tốt, chúng ta bắt đầu cận rồi, mắt chúng ta nó không được tốt rồi. Điều đó nó có thể là cái hành vi, hoặc là chúng ta có cái thói quen gì sai, và cái thói quen này nó làm cho chúng ta hại đến cái con mắt rồi. Nên là chúng ta cần phải gì cần phải luyện tập lại một cái thói quen khác để mắt của chúng ta nó sáng và nó tốt ra. Các bạn không thường xuyên tập thể dục nè, ở phía bên trong của bạn nó không tốt thì con mắt nó cũng tự động nó mờ ra. Hoặc là chúng ta có cái thói quen không tốt thì cái mắt chúng ta nó cũng mờ ra. Và các bạn thấy người ta nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn mà. Người ta nói là tầm nhìn đó. Cái con mắt này, mắt á, chúng ta nhìn xa nhất. Nhìn xa nhất. Chúng ta mà không còn con mắt, các bạn thấy không? Chúng ta không còn con mắt thì bó tay luôn. Bó tay luôn. Nên là chúng ta càng phải bảo vệ con mắt. Mà muốn bảo vệ con mắt á thì sức khỏe phía bên trong chúng ta nó phải dồi dào. Chúng ta phải ngủ đủ. Rồi chúng ta phải gì nữa? Phải có cái thói quen. Chúng ta cần phải có cái thói quen. Thói quen là làm sao luyện cái con mắt của chúng ta nó đừng có bị cận thị. Bản thân mình thì mình cũng có cận thị chứ không phải không có đâu. Nhưng mà mình 40 mấy tuổi rồi, mình vẫn bảo vệ được cái con mắt của mình, là mình không cần phải nhìn kiến, và mình vẫn đọc sách rất là tốt. Cái đó là thể hiện là chúng ta cần phải bảo vệ chính những cái gì ở trong cơ thể của chúng ta.
À, mới còn trẻ mà các bạn đã bị cặn rồi thì lớn lên là bạn lại bị cặn nặng nữa, nên là phải ý thức ra được cái việc đó. Tiếp tục, à, những gì mình chia sẻ bạn thấy hữu ích không? Có thì comment xuống rất là hữu ích. À, rồi tiếp tục là chúng ta phải thường xuyên theo dõi kinh mạch của mình. À, các bạn nghe chưa? Thường xuyên theo dõi kinh mạch của mình, nghe tim của mình. Có những lúc các bạn cần thư giãn. Các bạn cần thư giãn, các bạn cần ngồi im một nơi tĩnh lặng và các bạn ngồi các bạn nghe tim mạch của mình nó đập. Các bạn có bao giờ bạn tĩnh lặng mà nghe như vậy mà, đặc biệt là các bạn ngồi thiền á, các bạn nghe nó rất là tốt. À, đúng rồi. Ok, bạn Takahashi, à, bạn giữ 6 năm rồi bạn không tăng lên nữa, đúng chính xác. À, biết cách là nó không có tăng lên nữa đâu. À, còn không biết cách là nó sẽ tăng lên đó. À, mình này lâu lắm rồi, mắt mình nó vẫn cứ tốt. Mình 40 mấy tuổi mà mắt mình nó vẫn cứ tốt. Mình không dùng ký không gì đó, mình đọc chữ nhỏ rất là tốt. Dĩ nhiên là nó cũng yếu hơn xưa rồi các bạn, nó không có rõ như xưa đâu, nhưng mà như vậy là tốt. Em đang bán hạt điều rang muối thầy ơi. À, ok, bạn Nguyễn Đình Duy, tuyệt vời bạn Duy. À, bạn Truyền Nguyễn, à, cảm ơn thầy rất ít. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. À, tự nhiên khi mà mình đọc cái comment của bạn, tự nhiên mình năng lượng hơn. À, mình cảm giác nó có ý nghĩa hơn. À, còn các bạn xem, các bạn không comment, tự nhiên mình cảm giác mình mất hứng luôn. Em bị cặn loạn thầy ơi. Ok, vừa cặn vừa loạn nữa hả? À, vậy thì bạn hãy xem lại để làm sao để cái con mắt là cửa sổ tâm hồn mà, cái con mắt là cái điều tuyệt vời mà để mình bị như vậy thì chúng ta phải xem lại bạn kêu mấy nhé. Rồi, à, tiếp tục chúng ta phải thường xuyên, thứ sáu là chúng ta phải thường xuyên nghe tim mạch của mình. Bạn nào thiền á, các bạn nào ngồi thiền á, các bạn nghe tim mạch tốt, ngồi im lặng nghe tim mạch của mình, nghe nó đập thật đó. Ok, và chúng ta đếm, nếu mà trong vòng một phút á mà nó khoảng 70 lần á thì ok, tốt, rất tốt. À, các bạn chưa, tim mạch chúng ta trong vòng một phút nó nằm lòng vòng nó còn đó thì tốt. Ok, cơ thể chúng ta nó rất là tốt. Bản thân thì về tim mạch thì mình cũng rất là tự hào cái đó. À, tại vì mình thường xuyên tập thể dục mỗi ngày nên cái tim mạch của mình nó cũng rất là tốt. Ok, và các bạn phải tập thể dục chứ không phải là tập thể thao nha các bạn. Thể dục với thể thao nó khác nhau. À, mình phân biệt các bạn chỗ này nè, thể dục với thể thao nó hoàn toàn khác nhau. Khi bạn nào mà lớn tuổi thì các bạn tập thể dục chứ bạn đừng có chơi thể thao. Các bạn chơi thể thao là bạn tắt thở hồi nào không ai đó. Còn trẻ thì chúng ta chơi thể thao. À, nhưng mà lớn lên là chúng ta tập thể dục chứ không có chơi thể thao. Thể thao, à, bạn Trần Trung Tín nghe live stream của thầy thường xuyên vừa bổ ích vừa giữ được năng lượng. Ok, à, Tín rất là tuyệt vời. À, Tín là người bự con lắm á các bạn. Bạn Trần Trung Tín là bạn còn rất là trẻ. Hôm nay em bao nhiêu tuổi Tín ơi? 20-21 tuổi vậy Tín ơi. À, Tín là một bạn trẻ mà rất là năng lượng và đã ra kinh doanh ngay từ nhỏ. 17-18 tuổi là Tín đã ra kinh doanh rồi. À, rất là tuyệt vời Tín ơi. Rất là vui là tối nào em cũng canh em xem livestream hết. Chào bạn Thanh Tú Trịnh. Ok. À, rất là vui làm quen với bạn Thanh Tú Trịnh. Rất là vui bạn xem livestream này. Và mình lại quay lại tiếp. Cái sự khác nhau giữa thể dục và thể thao. Ok chưa? Thể dục là chúng ta tập đều đều, chúng ta chạy đều đều, chúng ta làm một cái công việc gì đó nó rất là đều đều. Wow, bạn Trần Trung Tín, em mới 20 tuổi, tuyệt vời. Ok chưa? Em cứ hoạt động nhiệt huyết như vậy, 5 năm nữa em lên mà năm 25 tuổi thì thôi, em kinh doanh giỏi lắm Tín ơi. Thật sự là em trong thời gian qua, từ lúc mà biết em tới giờ 2 năm qua là mình nói là mình rất là vui, rất là tự hào có một cái bạn trẻ tuổi, một người học viên như em á. À, Tính tí rồi, mình muốn bữa nào á em lên sớm ha. À, nghe giọng thầy là biết tim mạch của thầy khỏe rồi. Ok, bạn Nhi Thảo, bạn nói rất là hay. À, bạn nói vô cùng hay. Ok chưa, bạn nói chính xác luôn. Và bạn Tính rồi, em mà em cứ hoạt động nhiều huyết như vậy và vài năm nữa là em kinh doanh rất là tốt và mình cũng rất là vui là trong hành trình mình đứng lớp chia sẻ về kinh doanh thì lại gặp được em. Em là một người rất là trẻ và rất là năng động. Ok chưa?
Bạn Thanh Tú Trịnh, em mới học cái lớp hôm qua đúng không? Rất là tuyệt vời, tại vì mình chưa thấy hình em. Mình chưa thấy hình em, mình có trí nhớ cũng tốt lắm, tại vì mình chưa thấy hình em thôi, mình thấy hình em là mình nhớ. Mình đang xem livestream này không không có thấy hình được, thấy cái tên không ạ? Bé Dung, em mới đi bán dạo về hả? Ok, bé Dung rất là nhiều khí. Bé Dung rất là tuyệt vời. Bé Dung năm nay 18 hay 19 tuổi vậy bé Dung ơi. Bé Dung là một người rất là năng lượng các bạn. Và thực sự là trên xem livestream này mình nhớ hàng loạt các bạn. Bạn Hoàng Anh, bạn cũng rất là tuyệt vời. Bạn Hoàng Anh là từ dưới Biên Hòa dẫn đứa con trai đâu khoảng có 10 tuổi thôi chạy lên cái văn phòng của mình, cái phòng học của mình để học, rồi 9 giờ tối rồi chạy về lại Biên Hòa. Bạn rất là tuyệt vời. Chào bạn Phong Phạm. Ok, rất là vui hôm nay bạn xem livestream. Vậy thì cái bạn đó mà mình quay lại cái thể dục thì với thể thao là cái mà hoàn toàn khác nhau. Bạn 9 tuổi hả bạn Anh? Ok, đứa con trai bạn 9 tuổi. Cái thể dục và cái thể thao là nó rất là khác nhau. Ký thể thao là dành cho người, ký thể thao là dành cho người trẻ. Các bạn thấy cầu thủ á, bóng đá các bạn thấy cầu thủ bóng đá đỉnh cao á là khoảng 33, 34, 35 tuổi là chuẩn bị về vườn. Hiếm có người giữ phong độ lên 36, 37 lắm, hiếm lắm, ít lắm, rất ít. 32, 33, 34 là xong rồi. Đó người ta gọi là thể thao. Bạn mà chơi tennis rồi đó là bạn phải có sức rất là nhiều. Bạn phải có sức khỏe rất là tốt, đó gọi là thể thao. Còn lớn tuổi lên một chút, bạn này mà lớn tuổi lên một chút á là các bạn phải thể dục. Thể dục nghĩa là chúng ta đi bộ, chúng ta chạy bộ theo đúng cái sức của chúng ta, nó đều đều. Còn bạn nào mà lớn tuổi mà cũng chơi thể thao là có ngày tắc thở đó, có ngày đột quỵ đó. Bạn hiểu chưa? Tại vì thể thao á, ví dụ các bạn đang đánh tennis chứ, hoặc là các bạn theo trái bóng và các bạn hết sức, các bạn phải cuốn theo nó, thì sau đó cái cơ thể của chúng ta nó không cung cấp kịp nữa oxy hay máu huyết và nó làm cho ta đột quỵ đi. Các bạn chưa? Hoặc là nó làm cho máu huyết của chúng ta nó không có kịp, cái cơ thể ta nó không kịp cung cấp và chúng ta đột quỵ đi. Các bạn chưa? Nó là mình đã nói rồi, là bạn nào mà lớn tuổi mà bạn chơi thể thao á mà cường độ quá cao là coi chừng bạn tắc thở nào không hay đó. Nên là chúng ta phải phân biệt ra được thể thao và thể dục để chúng ta có cái cách ý thức bảo vệ sức khỏe cho nó tốt, và phải nghe cái nhịp đập của trái tim, nhịp đập của cái mạch của chúng ta khoảng 70 nhịp trong một phút là tốt. Phải thường xuyên quan sát, nó ít hơn hoặc là nó quá nhiều hơn là nó không có tốt đâu. Ok chưa? Em chuyển sang thể dục rồi thầy ơi. Ok, tuyệt vời. Bạn chuyển sang thể dục thì tuyệt vời. Tiếp tục cái số 7. Thổi bong bóng các bạn. Thổi bong bóng nghe thì nó mắc cười, nhưng mà thổi bong bóng á là cũng một cái cách để chúng ta kiểm tra sức khỏe của mình đó. Nếu mà bạn thổi một cái bong bóng rất là dễ dàng, thổi bong bóng các bạn không? Thổi bong bóng rất là dễ dàng. Bạn thổi bong bóng rất là dễ dàng, bạn thổi vừa chơi thể dục vừa thể thao. Bạn còn trẻ thì không sao em? Em còn trẻ thì em vô tư. Em còn trẻ thì em cứ vô tư đi Vũ ơi. Đừng có lo, mình đang nói để các bạn phân biệt cái kiến thức. Và mình đang nói của những bạn lớn tuổi á, mình thấy có những bạn rất là lớn tuổi mà chơi thể thao các bạn không có biết, và nhiều người đột quỵ. Bởi vì các bạn không hiểu cái chỗ đó nên nó dẫn đến đột quỵ. 40 mấy tuổi mà còn đua đòi ôm cái vật tennis đánh chạy qua lại, thứ nhất nè không bị đột quỵ nè, không bị ngộp thở nè, thì cũng bị đứt gân, hư gân, gân nó đứt liền. Bởi vì sao? Cái tốc độ nó nhanh quá. Và nó làm cho đứt gân đi, và mình gặp hoài. Nhưng mà những người đó họ không có hiểu, họ không hiểu như thế nào là thể dục, họ không hiểu như thế nào là thể thao, và tự nhiên họ hại đến cái con người của họ, hại đến sức khỏe của họ. Nó là lên 40 mấy tuổi á là chúng ta nên tập thể dục và chơi thể thao, thì chúng ta chơi nhẹ nhẹ thôi, còn không chúng ta sẽ lúc đó các bạn té nè, các bạn cũng rất là dễ gãy chân nè. Các bạn chạy nhanh các bạn cũng rất là dễ bị nè. Ok chưa? Đó là những người chuyên nghiệp thôi, phải luyện tập rất là kỹ, phải chơi đúng bài thì chúng ta mới chơi thể thao được. Ok, rất là tuyệt vời. Cái thứ 7 là thổi bong bóng. Ok, thổi bong bóng là nó cũng kiểm tra sức khỏe của chúng ta. Các bạn thấy hồi nhỏ bạn thổi bong bóng đúng không? Bạn thấy có phù, bạn thổi một chục cái bong bóng cộn được. Nhưng mà
Luyện thổi bong bóng cũng là cái cách luyện để cái phổi của chúng ta nó khỏe ra các bạn. Luyện thổi bong bóng làm cho cái phổi chúng ta nó tẻ ra. Lớn tuổi không nên chơi thể thao. Ok thầy, đúng rồi. Lớn tuổi là chúng ta chơi những cái môn nhẹ nhẹ, chúng ta cuốn theo thể thao là chúng ta sẽ bị. Ok chưa? Bạn Nguyễn Hoàng Vũ tốt. Ok. Ok em. Thổi bong bóng là một cái cách tập gym được không thầy? Tập gym nhẹ nhẹ được. Lớn tuổi mà bạn tập gym quá thì bạn có quá sức. Đặc biệt là bạn đẩy rất là nặng, có những cái bạn không ấy là gym nó đè luôn, tạ nó đè luôn. Và các bạn không nghe đọc báo hả, có những người bị tạ đè chết hoài gì, lớn tuổi quá đó, cái lực không có nổi nữa, bạn không lực nổi, cái tạ đè xuống mà lúc đó có một mình bạn và có nhiều người bị tạ đè tắt thở luôn. Bởi vì sao? Bởi vì họ không có hiểu như thế nào là thể dục và như thế nào là thể thao. Họ tập quá sức và thế là họ bị nhẹ nhàng thôi. Thể dục là rất là nhẹ nhàng, không cần phải quá sức, làm cho máu huyết lưu thông, mọi thứ nó đều, để cho sức khỏe chúng ta dẻo dai, chúng ta đào thải cái chất độc ra. Còn thể thao là chúng ta mới cố gắng, chúng ta mới thi đấu. Ok chưa? Nên hai cái đó nó sẽ khác nhau. Em chào thầy, em đã nhận được hai quyển sách rồi. Ok, cảm ơn bạn Dương. Rất là vui bạn nhận được hai cái quyển sách của mình. Ok chưa? Nó là khi chúng ta thổi bong bóng, chúng ta thổi bong bóng đều, chúng ta thổi cái bong bóng đều, thì chúng ta cũng luyện được cái gì ạ? Luyện được cái gì các bạn không? Luyện được cái phổi của mình, luyện được cái phổi của mình, và cái phổi của mình nó khỏe thì nó đưa khí vào khỏe. Ok, chào bạn An Khánh. Ok chưa? Cái khí nó khỏe thì cái con người của chúng ta nó khỏe theo luôn. Bạn nhận ra điều này chưa? Tiếp theo nữa là chúng ta gì ạ? Ngửi mùi hơi thở. Ok. Nếu cái mùi hơi thở của chúng ta mà có cái mùi hôi mà khó chịu á, thì có thể là chúng ta bị gì? Bị vấn đề răng, nướu, hoặc cái miệng, hoặc là cái bao tử. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Nếu mà cái hơi thở của chúng ta, hôm nay em bận giờ, mà giờ mới xem live stream. Ok, cảm ơn em, không sao. Nó còn trên Facebook mà, chút xíu thì em cứ xem nữa. Cứ rảnh là vô xem nữa. Nhớ chia sẻ cái live stream này về nhà em, rồi xem thôi. Bạn nào chưa chia sẻ live stream thì tranh thủ các bạn chia sẻ live stream đi. Và quên đi, hồi nãy mình cũng giới thiệu mình. Có bạn vào vô sau thì các bạn chưa biết mình. Mình tên là Nguyễn Thế Duy. Và hiện tại mình 42 tuổi. Và mình ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là người Khánh Hòa. Và mình vào Sài Gòn. Mình học và mình thành lập công ty nơi đây. Và mình thành công ở đất Sài Gòn này. Hiện tại thì mình ở quận 2. Và mình hiện tại là mình sở hữu vườn ươm doanh nhân Bitrin, là nơi đây chuyên đào tạo giúp cho các bạn ra làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp riêng. Và mình có những cái quyển sách riêng của mình. Các bạn thấy là mình có ba cái quyển sách này nè. Mình có ba quyển sách. Quyển thứ nhất là quyển cái quyển thứ nhất là quyển Bị Dân Đồ Quay thì bán ở nước ngoài. Cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là quyển Vượt Biển Lớn. Hai quyển này là hai quyển tiếng Việt này là viết về kinh doanh, và mình cũng chuẩn bị ra cái quyển tiếp theo là quyển bán hàng online. Và bạn nào muốn mua hai quyển sách của mình thì bây giờ các bạn comment xuống và các bạn cho mình số điện thoại, inbox vào cái số điện thoại của mình, và ngày mai các em nó sẽ như thế nào các em sẽ gửi sách đến tận nhà các bạn luôn, trên khắp mặt miền đất nước. Hai quyển sách là 210k, 210.000 đó, bao luôn phí ship. Cái đây là một cái giá hữu nghị cho các bạn thôi, để các bạn có được cái kiến thức. Rồi các bạn nào có hai quyển sách này thì mình add các bạn vào trong một cái group, gọi là cái group bí mật, để các bạn hỏi mình những câu hỏi về kinh doanh, rồi mình chia sẻ liên quan về kinh doanh. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rất là vui kết nối với các bạn và mà lại chia sẻ tiếp vào cái chủ đề của mình. Vậy thì cái số 8 là hồi nãy là mình nói là chào bạn Trần Linh. Rất vui chào em. Rất vui làm quen với em. Rồi, chúng ta phải thường xuyên hửi cái mùi hôi. Các bạn phải thường xuyên hửi cái mùi hôi, cái hơi thở của mình. Nếu hơi thở chúng ta có mùi hôi là, một là bạn bị vấn đề về răng, ký răng. Các bạn thấy mình 42 tuổi này là răng rồi nè. Và các bạn cũng có thể là bị vấn đề về nước, có thể là bạn bị vấn đề về miệng, và có thể là bạn bị vấn đề về bao tử. Và nếu mà cái hơi thở chúng ta hôi thì chúng ta phải kiểm tra xem, bởi vì cái đó là những cái dấu hiệu, cái chỉ dấu mà cơ thể chúng ta nó phản ánh. Nên là để chúng ta bảo vệ sức khỏe của chúng ta thì chúng ta phải thường xuyên kiểm tra thôi các bạn ơi. Chúng ta phải làm đúng cái quy luật thôi nha. Nên là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra cái sức khỏe của mình để làm sao cho nó tốt hơn. Và
Cái thứ tư, cái chương trình cũng bắt đầu cái thứ chín, cái thứ dự tính, ok chưa? Cái thứ chín là một trong những cái mà mình cũng nhắc nhở với các bạn rằng nó cũng khá nhạy cảm, nhưng mà cái đó là phải nhắc nhở với các bạn, đó là gì? Cái thứ chín là ghi là về là tình dục, ok chưa? Nếu mà bạn tình dục không đều đặn, ok chưa, thì cũng thể hiện là cái sức khỏe của bạn nó chưa được tốt. Ok, cái đó là cũng là một cái dấu hiệu, ok chưa? Nếu mà các bạn có gia đình và vợ chồng và nếu mà ít quá quá ít hoặc là không có, thì rõ ràng là nó cũng có dấu hiệu về gì đó về sức khỏe, cũng có thể là cơ thể của cho nó mệt, hoặc là cũng có thể là những cái bộ phận của chúng ta nó cũng sẽ bị yếu, hoặc là cái cơ thể chúng ta nó không được đều, nó không được cân bằng, thì nó dẫn đến cái đó ít, ok chưa, nên là nó sẽ dẫn đến là sức khỏe của chúng ta nó sẽ không tốt, và cái đó là một trong những dấu hiệu mà chúng ta cần phải đi kiểm tra, ok chưa? Đặc biệt là những bạn lớn tuổi một chút xíu, và các bạn phải quan tâm này. Còn nếu mà các bạn nào trẻ mà bạn thấy bạn ít cái vấn đề này, thì cái đó là cũng là nó dấu hiệu cho cái sức khỏe của chúng ta nó cũng đang có vấn đề, ok chưa? Vâng, và chúng ta phải thường xuyên kiểm tra cái gì ạ? Cái thính giác của mình, cái lỗ tai của mình, cái thính giác của mình. Nếu mà cái lỗ tai chưa có gia đình thì kiểm tra, sao kiểm tra thôi, ok. Vậy thì em thấy em không được khỏe là em cũng biết rồi, ok chưa? Và chúng ta phải thường xuyên kiểm tra cái thính giác của mình, hoặc là thường xuyên chúng ta bị nhức đầu, hoặc là thường xuyên chúng ta hay bị chóng mặt, thì rõ ràng là sức khỏe bạn cũng đang có vấn đề. Thực sự là mình bản thân mình cũng vậy, trên hành trình cuộc sống cho tới bây giờ mình 40 mấy tuổi thì mình bị những cái triệu chứng, và bây giờ nó hết rồi. Thứ nhất là nhức mỏi này, nó mỏi hai bên cái cổ này, hoặc là có những lúc mình nhức đầu, nhức bưng vậy. Có những lúc con mắt mình nó cũng giật, ok chưa? Có những lúc con người mình nó mỏi, các bạn hình dung chưa? Toàn bộ những triệu chứng đó mà khi chúng ta lớn lên. How about bây giờ là I can buy it dear, ok bạn Thảo, ok. Hồi trưa hình như em cho mình cái số điện thoại rồi mà, ngày mai cái em nó sẽ alo cho em thôi. Hồi chiều như em cho mình số điện thoại mà, mai cái bạn phụ trách nó sẽ alo cho em, bạn Thảo Nhi ơi, ok chưa? Thì một trong những cái cách mà chữa đó là thường xuyên tập thể dục đều mỗi ngày. Hockey mình bị cái đó. Mình bị nè, ngồi lâu nè, đứng lên nó chóng mặt nè, mình bị nhức mỏi hai bên này nè, ok chưa? Mình cũng bị nhức đầu nè, những lúc nó nhức tưng vậy đó, ok chưa? Tuy nhiên có một cái mặt là từ lúc mình thức dậy 5 giờ sáng và mình tập thể dục đều, thì cái chuyện gì xảy ra? Con người mình nó vô cùng khỏe, nó không bị những cái yếu tố đó nữa. Bạn thấy tuyệt vời không ạ? Nó vô cùng tuyệt vời. Tuyệt vời vô cùng luôn. Nên là bạn nào đang bị những triệu chứng đó thì vô cùng đơn giản, hãy tập thể dục đều, biến hết. Mình cam kết với các bạn luôn, bởi vì mình là người thường xuyên, mình đã từng bị những cái yếu tố đó, và mình bữa nay mình hết hoàn toàn luôn. Những cái việc vặt vặt đó nó không còn với mình nữa. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Tập thể dục mỗi ngày sức khỏe sẽ tốt lên. Đúng rồi, phải đều nha. Đều mỗi ngày luôn, 30 phút, không cần quá nhiều, mà phải đều. Một tuần bạn có mấy bữa thì nó vặn bị đều, đều, ngày nào cũng đều, sức khỏe bạn tốt lắm, và những cái bệnh lặt vặt đó nó đi tiêu hết luôn, ok chưa? Rồi, tuy nhiên cái 11 nè, mình nói 10 cái nhưng mà bây giờ mình muốn bonus cho bạn một cái nè, cái 11 nè các bạn ơi, ghi vô nè, chúng ta cần phải có sức khỏe tinh thần, ok, chúng ta cần phải có sức khỏe tinh thần, sức khỏe tinh thần mới là cái quan trọng nhất, sức khỏe tinh thần, trong tất cả mọi thứ thì sức khỏe tinh thần là sức khỏe quan trọng nhất. Sức khỏe tinh thần là gì? Là chúng ta phải lạc quan nè, chúng ta phải tích cực nè, chúng ta phải bình an nè, chúng ta phải yêu đời nè, chúng ta phải gì phải có một cái tình yêu thương đủ lớn nè. Các bạn ăn uống bổ dưỡng nhưng mà các bạn lúc nào các bạn cũng bực bội, các bạn cũng nóng tính, rồi các bạn suy nghĩ tiêu cực thì sức khỏe bạn nó cũng tiêu luôn. Suy nghĩ tiêu cực sinh ra chất độc, ok chưa? Nóng tính sinh ra chất độc, vội vàng hấp tấp sinh ra chất độc, bạn hình dung chưa? Nó là khi chúng ta khỏe kiểu gì, chúng ta khỏe thì chúng ta phải làm chủ được cái sức khỏe tinh thần, nghĩa là lạc quan, tích cực, yêu đời,
thường xuyên học hỏi, thường xuyên tham gia vào những cái hoạt động vui chơi, thường xuyên relax, ok chưa? Thường xuyên đọc những cái câu chuyện hay, những cái câu chuyện vui, bạn hiểu chưa? Sức khỏe, vừa rồi mình nói 10 cái kia là sức khỏe gì à? Sức khỏe thể chất. Tuy nhiên để đảm bảo được đó thì chúng ta cần phải có sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần là tất cả hết, nó là chúng ta phải có sức khỏe tinh thần tốt. Nó như là một cái vitamin cười thầy ơi. Ok, tuyệt vời bạn, bạn Vũ ơi. Nó là khi chúng ta tích cực, ok chưa, thì tự nhiên sức khỏe của chúng ta nó tốt ra. Khi chúng ta bình an, nhẹ nhàng thì sức khỏe chúng ta nó tự nhiên nó tốt ra. Và mình mong muốn rằng các bạn hãy có một cái sức khỏe tinh thần tuyệt vời, luôn luôn làm chủ được cái tinh thần của mình, luôn luôn cho mình những cái cảm xúc nó tràn đầy, mình gọi là fulfillment, ok chưa? Còn nếu các bạn cứ mãi lo lắng là các bạn sẽ làm bạn với bác sĩ. Bạn nào nóng tính nè, bạn nào tiêu cực nè, bạn nào lúc nào cũng lo lắng lo âu nè, thì các bạn làm bạn với bác sĩ cực kỳ nhanh. Ok, dù bạn có ăn uống tốt cỡ nào. Và một cách nữa là cái chế độ ăn uống cũng rất là quan trọng. Hạn chế ăn thịt, đặc biệt là thịt đỏ, thịt nào mà nó có cái máu đỏ đó, hạn chế. Và dĩ nhiên không có nói là các bạn không ăn, nhưng mà hạn chế ăn. Ăn rau rác, ăn là mạnh. Hạn chế ăn đồ ngọt nữa. Hạn chế ăn những cái mà tinh bột quá nhiều, ok chưa? Và phải luôn gì à? Luôn bảo vệ sức khỏe của mình là trên hết. Và bây giờ các bạn, ok chưa, các bạn ghi vào cái chủ đề của tối ngày mai, ok chưa? Chủ đề của tối ngày mai nè, ghi nè, 10 người có thể giúp bạn giữ gìn sức khỏe tốt. Ghi vô 10 người giúp bạn giữ gìn sức khỏe tốt. Ghi vào cái chủ đề tối mai. Chào bạn Nguyễn Thanh, cảm ơn bạn Nguyễn Thanh rất là nhiều. Bạn nào mà mới vào sau thì xem lại cái live stream của mình đầy đủ nhé. Chia sẻ cái live stream mình về nhà các bạn và chia sẻ đầy đủ nhé. Chia sẻ nào các bạn may quá, lúc nào cũng vui vẻ. Ok, tuyệt vời em. Và các bạn nè, ghi lại cái chủ đề của tối ngày mai nè. 9:30 tối ngày mai mình sẽ chia sẻ tiếp cái chủ đề 10 người có thể giúp bạn giữ gìn sức khỏe tốt. Ghi vào 10 người nha, 10 người giúp bạn, sẽ giúp bạn có sức khỏe tốt. 10 người, ok chưa, ghi vào. Và mình cũng rất là cảm ơn các bạn, ok, các bạn đã dành buổi tối hôm nay đầu tuần, thay vì giờ này các bạn ngủ các bạn đi chơi, thì các bạn xem cái live stream của mình. Vậy thì các bạn cũng làm thêm một cái động tác nữa giúp mình, đó là chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn, tát những người bạn họ vào để họ có sức khỏe tốt. Họ xem cái live stream này và họ ý thức được họ có sức khỏe tốt, nghĩa là bạn đã gieo một cái hạt rất rất là tuyệt vời, một cái hạt tốt. Và bạn gieo một cái hạt tốt, nó sinh sôi, nó nảy nở tốt, thì chính bạn cũng được hưởng từ cái hạt tốt đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc bạn ngủ rất là ngon. Và bạn nào chưa mua sách của mình thì các bạn comment xuống các bạn mua sách của mình. Mình sẽ gửi sách đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và bạn nào có sách của mình rồi thì mình cứ ép các bạn vào trong cái group. Cái group bí mật đó chúng ta chia sẻ riêng về kinh doanh. Các bạn hỏi mình những câu hỏi kinh doanh và mình sẽ nhiều câu hỏi thì mình gộp lại để mình live stream bí mật trong cái group đó về kinh doanh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi tối ngủ rất là ngon. Và các bạn là những người rất là tuyệt vời. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.